video tiếp theo. Hôm trước tôi có quay cái scene này rồi, nhưng mà bây giờ phải quay lại. Ở đây đang có hai cây si cỡ đại, to, rất là đẹp. Cây này và một cái cây ở đằng kia, ở góc cuối đằng kia. Đây tôi vừa quay kỹ cây đấy rồi. Rồi tôi quay lại cây này. Một cây si búp đỏ, đẹp. Si cỡ to mà sạch sẽ như này, và cỡ to mà lại sạch như này thì rất ít. Rất ít các bác nhé. Xanh thì nhiều, giá trị tiền nong tôi không nói đến, nhưng mà về cái số lượng nó là không có nhiều. Được làm sạch như này không có nhiều, nhất là xì đấy, xì rất quý. Xì rất quý. Chúng ta sang mặt trước một chút. Cái xì rất hay. Rất quý. Chân không quý. Đây ngày xưa cái phần thân chính là đây. Đấy thì qua năm tháng thì bây giờ là toàn là thân mượn và nhánh lên làm thân chính, tạo ra một cái cây rất là hay. Đấy các bác, những cây to thì các bác đến xem trực tiếp. Hoa giấy. Một cái khế cũng rất là quý ở đây. Tôi cho rằng chắc là không có cái cây thứ hai nào mà cùng cái form cỡ này mà địch cái cây này. Dáng quần thụ như này. Đẹp. Đẹp. Không rõ nó có phải là dòng khế gân không. Thân nó già và to này thì tôi không dám chắc nó có phải là dòng khế gân hay là khế chua. Nhưng mà nhìn cái thân của nó thì các bác nhìn thấy sướng. Và những cái nhát cắt, những cái nhát cắt và cái phân tay cảnh nó đã làm rất là lâu rồi, chỉ mới được mịn như này. Không còn những cái điểm sẹo mới. Nói chung là hoàn hảo. Cây khế hoàn hảo. Video này chắc có cây khế này là điểm nhấn. À. Đẹp các bác. Đang rất nhiều quả. Nhìn cái nước quả này chắc là quả khế gân, không phải quả khế chua. Quả khế chua tai nó không mọng như này. Đấy các bác. Quả khế chua tai nó không dày này. Tai nó mỏng. Nhiều người chiêm ngưỡng cái xì này. Cổ đang nhìn thấy răm dây dày của từng ruối. Đấy là một cái thành công của làm răm. Cây này là cây túc. Cái túc vừa nãy này. Lộc vừng hoa trắng. Đây lộc vừng hoa trắng.
Đây là cái lộc vườn hoa trắng. Để xem cây túc này. Cây đa cũng rất là đẹp của bác Lại Lại Ngọc Quỳnh này. Bác này đang có những cái tác phẩm đẹp nhất ở đây, rất nhiều, rất nhiều. Không chỉ cây này mà rất nhiều cây bày trên thảm đỏ ở trong kia. Cây đa về nước Sơn Đình, đa làm như này quá là công phu. Bác nhìn đa để làm dăm nó rất là khó, nó rất là lâu. Thế mà cây này nó sạch đến những cái đầu dăm rồi, và rất thoáng và bông rất là đầy, tuyệt vời. Cũng một cây nữa của bác Lại Ngọc Quỳnh. Ok, để tạm thời rời xa khu vực này, ta đến khu vực có tính chất thương mại một tí ở đây. Thương mại. Đôi xanh huyền ôm chum, ôm lục bình. Ôm lục bình. Cái lục bình này cũng đã có tiền rồi. Tỏ ạ. Đấy, nhìn cái này các bác thấy nhìn nó sợ sợ không? Kinh dị. Toàn phôi dị biệt ở đây. Dị biệt có tính chất nhân tạo quá nhá. Nhân tạo. Cái rễ ôm như này là nhân tạo hết. Thậm chí lằng ngoằng như con chăn con rắn này. Nhân tạo hết. Nhân tạo hết. Nhân tạo hết. Sợ lắm các bác, nhìn kinh. Nhìn kiểu như lạc vào động chăn động rắn ấy. Kiểu như là toàn chăn Nam Mỹ em biết. Khiếp, tôi nhìn thấy những cái đồ này tôi rất là khiếp. Tôi không chê đâu các bác nhé. Xin lỗi, mình có làm ra được đâu mà mình chê. Nhưng mà Cảm giác nổi lên là kiểu mình lạc vào giữa rừng Amazon, toàn chăn Nam Mỹ không nữa. Kinh. Đây là cảm xúc của mỗi người. Nhiều vô kể. Amazon động chăn Nam Mỹ. Đang vào dây trắng phớ. Hải Hậu Nam Định. Vâng. Vâng, em đi tìm hiểu một chút. Bác xem được cây nào mua cho con mấy cây. Rất nhiều bên trong kia một số cây. Đây, chắc là số của điện thoại của mình đây đúng không? Vâng, số điện thoại của em anh ạ. Vâng. Cây cỡ đại. Cây cỡ đại. Như cây cỡ đại này thì khoảng bao nhiêu tiền hả bác? Cây này em đang báo giá là 95 triệu. 95 triệu.
đẹp quá nhỉ. Cây này nếu mà có không gian, một có không gian rộng chơi này, với hơn nữa mà biết phối cảnh ấy, thì cây này là cái cây, cái dáng này nó có thể mình một bên là cây, một bên là hồ nữa, cho cái thân cây và cái đẹp, nó xà nó là xưa mặt nước. Nếu người nào biết dựng làm tiểu cảnh, cây này phối rất đẹp, cây đẹp, bản thân một mình nó rất đẹp rồi. Cũng nhiều cây lắm, có không gian bên chơi trong những một đôi nong, bên ngoài một đôi nọ lục bình, và bên mé kia là có bốn cây ôm đàn. Cây rất giá trị đây, giá trị biết giá trị rồi. Quan trọng là chơi nào thì đấy, tuy vậy gần nhiều cây đấy làm khá là kỳ công. Đây còn rất nhiều các bạn, mời các bác tham quan, tham quan rừng rậm Amazon. Yên tâm, chăn ở đây không ăn thịt người, chăn đây chỉ ăn tiền này. Yên tâm, giúp ở đây không sợ chăn nó quấn. Đấy. Ok, tôi sẽ sang khu vực bên này, có khá nhiều cây hay.